Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận phấn đấu tốc độ tăng GRDP trong 2 năm 2024-2025 đạt từ 11 đến 12%. Đắk Lắk tập trung thu hoạch tiêu thụ sầu riêng. Ninh Thuận sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giữ đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép vật liệu nổ và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu tốc độ tăng GRDP trong 2 năm 2024-2025 đạt từ 11 đến 12%, góp phần đạt mục tiêu tăng GRDP của cả nhiệm kỳ 2020-2025 đạt từ 10 đến 11%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm theo lộ trình phù hợp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đảm bảo thực chất hơn, thúc đẩy ứng dụng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo nghị quyết 14 của tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách xã hội, nhất là triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp tăng cường quản lý xã hội giữ vững kỷ luật kỷ cương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao các chỉ số bindes papi cbat bci dti nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025, ngành công nghiệp chiếm 29 đến 30% RGDP của tỉnh, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng từ 16 đến 17% một năm, chiếm 7 đến 8% RGDP của tỉnh. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành các khu cụm công nghiệp, gắn với tập trung thu hút các dự án thứ cấp non tỷ lệ lắp đầy đến năm 2025 bình quân đạt trên 50% đẩy nhanh tiến độ các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía nam khai thác hiệu quả cảng tổng hợp cà ná và các dịch vụ cảng các ngành công nghiệp phụ trợ công nghiệp nặng luyện kim chế biến các sản phẩm đặc thù tổ hợp xanh hóa chất xào muối trung tâm dịch vụ logistics và cảng cảng cà cả ná Tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục phát triển mạnh các ngành dịch vụ theo hướng hiện đại dựa trên công nghệ số, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm toàn ngành tăng từ 10 đến 11% trong một năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng ngành du lịch, phát triển du lịch theo hướng toàn diện, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết số 04 của tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án du lịch trọng điểm, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm từ 3.500 đến 4.500 phòng. Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, mở rộng sản phẩm du lịch theo hướng đặc thù, khác biệt, khả năng cạnh tranh cao, phấn đấu thu hút khoảng 3,5 triệu lượt khách, non tỷ trọng đóng góp GRDP tỉnh chiếm 13%. Chuyển sang những tin tức phản ánh trên lĩnh vực du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tỉnh Hà Thuận thu hút 65.000 lượt khách du lịch, tăng 18,1% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 700 lượt khách, tăng 16,6% thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 60 tỷ đồng. Để làm hài lòng và tạo sức hút đối với du khách, các doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã quan tâm cải thiện về chất lượng, đa dạng sản phẩm, thái độ phục vụ, công tác đảm bảo an toàn cho du khách được tăng cường. Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá trái quy định. Việc thu hút khá đông du khách trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay sẽ góp phần giúp nên Thuận hoàn thành mục tiêu đón 2,7 triệu lượt khách trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần văn hóa thể thao và du lịch của thành phố Lai Châu, có rất nhiều hoạt động đặc sắc như văn hóa, văn nghệ, thể thao, carnival diễu hành đường phố, trình diện áo dài, trang phục truyền thống, không gian văn hóa, Tuy nhiên, có lẽ độc đáo nhất là thi ẩm thực nấu thắng cố, chế biến các món ăn từ thịt trâu. Với những gia vị từ thiên nhiên cùng kỹ thuật chế biến khéo léo, cái đội thi đã mang đến những món ăn vô cùng hấp dẫn. Thắng cố được biết đến như một món ăn dân giả đại chúng và có tính kết nối cộng đồng rất thú vị. Không chỉ đơn giản là món ăn, nó còn là nét văn hóa đặc trưng giúp bạn thấy được những điểm độc đáo trong chuẩn mực ứng xử, tập tục và truyền thống của đồng bào Tây Bắc. Tuy nhiên, mọi người thường nấu thắng cố ngựa để tạo sự mới lạ cũng như độc đáo. Ban tổ chức Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Lai Châu đã tổ chức thi nấu thắng cố trầu và chế biến các món ăn từ thịt trầu với sự kết hợp các gia vị từ tự nhiên chủ yếu là lấy từ rừng các món ăn trở nên hấp dẫn phong phú hơn rất nhiều việc tổ chức cuộc thi nấu thắng cố trầu đã mang lại những cảm xúc hết sức khác biệt để các đội thi thể hiện trình độ kỹ năng chế biến món ăn đồng thời thông qua đó nhằm phát huy và bảo tồn được nét văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc vùng cao Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào thu hoạch vụ sầu riêng năm 2023 với niềm vui được mùa, được giá, bảo đảm chất lượng xuất khẩu chính ngạch. Để đảm bảo tiến độ thu hoạch, tiêu thụ sầu riêng thuận lợi, bà con nông dân tại các vùng trọng điểm sầu riêng của tỉnh chủ động thu hoạch tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng. Vụ sầu riêng năm 2023, toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 22.500 hecta sầu riêng, trong đó có khoảng 12.000 hecta sầu riêng đang thu hoạch, với sản lượng khoảng 200.000 tấn. Để đảm bảo cho vụ thu hoạch sầu riêng đạt hiệu quả cao, người dân doanh nghiệp chủ động tiến độ thu hoạch, thu mua, xuất khẩu sầu riêng. Ngành chức năng chính quyền các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh đến nay người trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch được trên 20% sản lượng sầu riêng năm 2023. Đây là vụ sầu riêng được đánh giá là được mùa, được giá nhất từ trước đến nay. Giá thu mua tại vườn hiện nay dao động từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng của vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam góp phần cổ vũ quảng bá các sản phẩm ô sản phẩm đặc thù của tỉnh. Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc thi trực tuyến bình chọn sản phẩm ô tỉnh Ninh Thuận được yêu thích năm 2023. Với sự mới mẻ và hấp dẫn, cuộc thi đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gần một tuần nay, chủ đề được các thành viên trong Hội cựu chiến binh phường Đô Vinh bàn luận nhiều nhất. Có lẽ là việc tham gia cuộc thi trực tuyến bình chọn sản phẩm ô cóp tỉnh Đinh Thuận được yêu thích năm 2023. Dù cao tuổi, việc tiếp cận công nghệ thông tin hạn chế, tuy nhiên, việc tích cực tham gia nhiều cuộc thi bằng hình thức trực tuyến đã giúp các hội viên hội cựu chí binh có thêm những kinh nghiệm và thao tác ngay trên điện thoại của mình. Tôi ừ, ngồi bàn bàn luận và tham khảo tất cả các cái chương trình ô cốt của tỉnh Đồng Thôn. Mong rằng các mọi người chúng ta cũng có ủng hộ cái, cái chương trình này, tạo được cái thứ nhất là cái cái cái, hàng hóa của chúng ta, thứ hai nữa là tạo công an việc làm, các bước để các cái, cái địa phương đang ngày càng phát triển. Theo nhiều người cho biết, so với các cuộc thi trực tuyến trước đó, cuộc thi trực tuyến bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích năm 2023 có nhiều điểm mới, hấp dẫn và lôi cuốn hơn bởi việc tham gia tương đối dễ dàng, các sản phẩm có mẫu mã đẹp bắt mắt, thiết kế phù hợp. Bên cạnh đó, việc ban tổ chức đặt ra yêu cầu về câu chuyện sản phẩm cũng là một điểm nhấn giúp cho người bình chọn thuận tiện lựa chọn và quyết định bình chọn sản phẩm. Vào các cái chương trình đó thì vào các cái hạng mục thì thấy rất là phong phú. Từ đó tôi cảm nhận về cái 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 các sản phẩm của quê nhà lắm thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thế nên là cũng cảm thấy tự hào về quê hương và rất mong muốn làm sao các cái sản phẩm này được nhân rộng, nhân rộng và phổ biến rộng. Cuộc thi trực tuyến bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích năm 2023 được tổ chức trong vòng một tháng từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023. Sau hơn 10 ngày triển khai, đã có trên 11 đơn vị với gần 20 sản phẩm tham gia với nhiều lượt like bình chọn. Đối với tôi thì nó nó không phải là chỉ là trách nhiệm mà nó là cũng là một niềm tự hào đối với người con của Ninh Thuận. Mọi người hãy bình chọn cái sản phẩm này, bình chọn những sản phẩm ô cốt này trên các hệ thống thông tin để mà giống như tôi giới thiệu những cái sản phẩm của tỉnh nhà. Thì tôi mong muốn là bà con nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cái cuộc thi này để góp phần cho cái cuộc thi thành công và đạt mục tiêu đề ra. Với những tín hiệu tích cực sau hơn 10 ngày triển khai, cuộc thi trực tuyến bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích năm 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong những ngày tới. Qua đó, tiếp tục góp phần lan tỏa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cổ vũ phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh trong thời gian tới. Mùa trung thu năm nay tại tỉnh Khánh Hòa, các cơ sở sản xuất bánh đã chuẩn bị và tung ra thị trường nhiều dòng sản phẩm bánh từ phổ thông đến cao cấp, mẫu mã phong phú, đa dạng. Giá bánh trung thu không tăng nhiều so với năm trước, tuy nhiên sức mua trên thị trường đến thời điểm này còn chậm. Tại thị trường Nha Trang, số lượng các gian hàng bày bán bánh trung thu chưa nhiều so với cùng thời điểm này mấy năm trước, chủ yếu rải rác ở một số tuyến đường lớn trung tâm thương mại siêu thị. Các nhà phân phối đại lý cho biết sức mua đầu mùa còn chậm, khách mua lẻ chưa nhiều, chủ yếu là nhận đơn đặt hàng từ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, mua với số lượng lớn ở phân khúc bánh cao cấp Luxury. Cái loại bánh năm nay rất phong phú từ phân khúc bình dân, phổ thông đến cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng. Giá cả bình quân ổn định, một số nhãn hàng trong tỉnh chỉ tăng nhẹ, từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một hộp. Còn lại, các thương hiệu như Kinh Đô, Đồng Khánh, ABC giá bán gần như không tăng. Đặc biệt năm nay, nhà sản xuất chú trọng thiết kế mẫu mã đẹp, bắt mắt và rất sang trọng. Chú trọng nâng cao chất lượng bánh an toàn vệ sinh thực phẩm. Thị trường bánh trung thu ở Nha Trang dự báo sức mua sẽ tăng mạnh hơn trong nửa đầu tháng 9. Chuyển sang những tin tức về lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 35 năm 2023 gồm 4 học sinh thì cả 4 em đều đoạt huy chương gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Olympic Tin học quốc tế năm 2023 được tổ chức từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tại thành phố Szeged, Hungary với 100% thí sinh đoạt huy chương đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm chín nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương. Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ đỉnh cao. Đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, ngày 5 tháng 9, cùng với cả nước, hơn 149.000 học sinh của tỉnh Hèn Thuận sẽ chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Để chuẩn bị cho năm học mới, các trường học đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi chào đón ngày khai giảng, trường tiểu học Phước Thắng Huệ Bác Ái đã tổ chức chuỗi hoạt động hành trang chúng em đến trường. Tại đây phụ huynh được gặp gỡ, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, tìm hiểu điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường của con em mình trong năm học mới. Thực hiện các cái gian hàng giới thiệu đồ dùng học tập cho phụ huynh biết được cái đồ dùng học tập con con của họ năm học này là cần những cái đồ dùng nào, thì phụ huynh cũng rất là phấn khởi, vui vẻ đồng thời là có những cái gian hàng không đồng để cho các em đến lựa chọn những cái bộ quần áo hoặc là những cái cái, cái, cái quà tặng. Năm học 2023-2024, huyện Bác Ái có 7.000 học sinh ở các cấp học, trong đó khối lớp 1 có 746 học sinh. Năm học này, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục theo chương trình phổ thông năm 2018, ngành giáo dục và đào tạo Huy Bắc Ái cũng có những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, sẵn sàng cho năm học mới. Năm học này sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các trường tiếp tục tổ chức các cái hoạt động, đặc biệt là các cái hoạt động khóa để cho các em nó ham thích đến trường và nó tự đến đây nó tự tự khám phá, nó tự lĩnh hội được kiến thức, nó tự suy nghĩ tích cực ra, nó có thành quả của các em thì để, từ đó là các em nó cảm thấy nó đến trường nó vui hơn. Để chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh Ninh Thuận đã dành khoảng 370 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới. Năm học này đối với giáo dục Ninh Phước thì tất cả các đơn vị trường học là đều về cơ bản thì đáp ứng đủ về cơ sở vật chất để mà thực hiện cái chương trình chiếc cho khoa 2018. Trong đó có một số đơn vị mà được là đầu tư năm học này thì có đầy đủ phòng tin học để mà dạy tin học cho các em học sinh đối với tiểu học lớp 3. Vào năm học mới, nhà trường đã được sự quan tâm giúp đỡ của các lãnh đạo địa phương tạo cơ sở vật chất để làm tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua đó nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2023-2024 Ninh Thuận triển khai song song hai chương trình chương trình cũ năm 2016 đối với khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12 và chương trình phổ thông mới năm 2018 với các khối lớp còn lại. Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học mới. Quan tâm giáo dục về cái đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Rồi là xây dựng triển khai cái văn hóa nhà trường cũng như là cái bộ quy tắc ứng xử của nhà trường để đảm bảo là cái chuẩn mực trong giao tiếp, trong ứng xử. Làm sao đó xây dựng một cái trường học hạnh phúc. Rồi là đảm bảo về thể chất, về tinh thần cho học sinh. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, năm học mới 2023-2024 giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Hàn Thuận bước vào năm học mới với tâm thế hân hoan, nhiều niềm vui. Đây là động lực mới, khí thế mới để ngành giáo dục và đào tạo Ninh Thuận khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ ngày 5 tháng 9 đến hết năm 2023, ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi trả vé tàu thông thường tùy theo thời gian trả loại vé. Theo đó, hành khách đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí khấu trừ là 20.000 đồng một vé, trả trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền, từ 24 giờ trở lên là 10%. Ngoài ra, ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng hành khách như mẹ Việt Nam anh hùng, thường binh, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thể khách hàng riêng. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé. Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi được giảm 25% giá vé. Phần cuối bản tin 18 giờ hôm nay là thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Sáng ngày 4 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giữ đối với Phạm Đại Đức, sinh năm 2003, trú tại thôn Vĩnh Hy, xã Vinh Hải, huyện Ninh Hải, về hành vi tàn trữ trái phép vật liệu nổ vào khoảng tháng 3 năm 2023, Đức mua 8 cục thuốc nổ và 2 kiếp nổ với giá 1,6 triệu đồng từ một người ở huyện Thuận Nam. Đến ngày 26 tháng 8 năm 2023, Đức bị tổ tuần tra của đồn biên phòng Vĩnh Hải bắt quả tàn, đang tàn trữ 1.478,69 gam thuốc nổ trên tàu. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mua số thuốc nổ trên để đánh bắt cá và đã sử dụng hai cục để kích nổ tại biển Hòn Đỏ thuộc thôn Thái An, xã Vinh Hải. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin buổi 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình ảnh Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.